Và sau rượu bia là những nỗi đau. Chúng tôi đã trở lại gia đình của các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông tại Ái Mộ, Long Biên, Hà Nội cách đây 10 ngày để ghi lại câu chuyện của những người phụ nữ. Họ trong chốc lát mất đi những người thân yêu nhất và giờ phải sống trong nỗi đau không biết bao giờ mới nguôi ngoai. Hàng ngày, chị Thi vẫn nấu ăn, đặt lên bàn thờ con. Nỗi đau quá lớn khiến chị chai sạn và không thể khóc. Căn phòng trọ càng trở nên bé nhỏ và lạnh lẽo bởi hai chiếc bàn thờ dựng vội. Bà Dung, mẹ chồng chị Thi, vẫn khóc nghẹn khi nhớ về chồng, về đứa cháu tội nghiệp. Bây giờ nhà tôi mỗi người một nơi. Bây giờ ông với tôi cũng không chịu được cái cảnh như thế này. 1000 lần tôi chỉ mong rằng cái phút đấy không phải là vào ai cả, mà cũng đừng vào gia đình nhà tôi. Tôi chỉ mong mỗi thế. Đứa con thứ hai của chị Thi còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó chỉ biết khóc lên từng hồi, đòi ông, đòi chị. Những bức ảnh, quyển vở, nắn nót là những kỷ vật về con gái được chị Thi cất rất cẩn thận. Nhưng chị không dám nhìn lâu. Chị muốn nén nỗi đau lại để tiếp tục sống, lo cho gia đình khi bố chồng chị, người đàn ông duy nhất, đã không còn nữa. Cứ đổ tại số phận, đổ tại ông trời. Ông chẳng có lỗi gì mà số cũng chẳng có lỗi gì. Số phận là do con người làm ra hết. Bước trên lên cái ô tô thì người ta phải biết rằng là đằng sau đấy là bao nhiêu mạng sống. Chỉ một giây thôi, không đến giây thứ hai, bao nhiêu con người đi. Nếu như người ta không uống rượu, khi người ta tỉnh táo thì lúc bây giờ người ta có thể là người ta đạp phanh. Thì có khi chỉ là ông cháu có ngã thì cũng chỉ là gãy chân gãy tay hoặc những cái tai nạn nó gì thôi. Nhưng vì người ta không làm chủ được, người ta uống rượu ta không làm chủ nên người ta tiếp tục người ta đâm mạnh như thế với tốc độ cao. Đằng sau rượu, bia là những vụ tai nạn giao thông. Đằng sau tai nạn là những giọt nước mắt. Và không nỗi đau nào giống nỗi đau nào.